Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài ATIFM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới. Phương Thọ xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với thứ sáu đầu tiên của năm mới và đây cũng là số đầu tiên của chương mục Hôm nay mình đi đâu thế cho năm 2023. Chị Trang ơi. Chương trình của tôi mình ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì vậy? Lời đầu cho trang gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn thính giả. Tuần làm việc đầu tiên của năm mới thế nào ạ? Ừ, hôm nay Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu văn hóa ăn sáng của người Đài Loan. Và trước khi đến với nội dung chính, chúng mình hãy đến với phần điểm tin cuối tuần nha. Đầu tiên là bản tin về chi cục Bắc Môn và khách sạn Vi Sơn Đài Bắc tiếp nối nhau tổ chức hoạt động gửi tặng câu đối Tết chào đón năm mới. Tết Nguyên Đán đang đến gần. Khách sạn Viên Sơn Đài Bắc và chi cục Bắc môn của công ty Bưu chính Trung Hoa sẽ tổ chức các hoạt động gửi tặng câu đối Tết, nhưng số lượng có hạn nên nếu muốn nhận được món quà này thì mọi người cần phải đến sớm. Khách sạn Viên Sơn bày tỏ đây là năm thứ 35 Viên Sơn tổ chức hoạt động thư pháp gia mua bút rút mực tặng câu đối Tết. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức hoành tráng tại sảnh của khách sạn Viên Sơn vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 1. 70 nhà thư pháp nổi tiếng sẽ được mời đến để biểu diễn viết câu đối và màn biểu diễn của nghệ sĩ Giảng Văn Tú sẽ là tiết mục mở màn của sự kiện. Nhóm nghiên cứu và sáng tạo thư pháp điện tử của trường đại học Đạo Thủy cũng sẽ lần đầu tiên tiết lộ công nghệ bút pháp linh hoạt tại lễ khai mạc, biến những nét vẽ vô hình thành các ký tự thư pháp. Trong tương lai cũng sẽ kết hợp với công nghệ vũ trụ ảo tạo ra một phần mềm viết thư pháp kỹ thuật số mới. Bên cạnh đó, các câu đối Tết sẽ được 70 nhà thư pháp hoàn thành tại chỗ và sẽ được trao tặng vào lúc 15 giờ 30 Ngoài ra, từ 14 giờ cho đến 16 giờ ngày 10 tháng 1, Bưu cục Đài Bắc thuộc công ty Bưu chính Trung Hoa cũng sẽ tổ chức hoạt động Gió và Thỏ mang vận may đến, mừng năm mới tặng câu đói Tết tại sảnh tầng trệt của Tri cục Bắc Môn. Hoạt động sẽ do bà Thái Ngọc Vân, hội trưởng hội thư pháp nhất Đức và các nhà thư pháp danh tiếng khác cùng tiến hành nghi thức khai mạc. Trong sự kiện cũng sẽ gửi tặng câu đói cho những cư dân và những người dùng bưu điện đến tham dự. Thông qua câu đói, cầu chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn các tường an khang, vạn sự như ý. Tiếp theo đây là thông tin, nhà sách Elis thông báo đóng cửa hiệu sách khu vực Xin Y Đài Bắc vào tháng 12 năm 2023. Trước đây, đã có thông tin cho rằng hiệu sách Elis khu vực Xin Y có thể sẽ đóng cửa vì tập đoàn Uni President không muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà. Ngày mùng 3 tháng 1 vừa qua, Elis đã đưa ra tuyên bố chính thức, xác nhận chủ tòa nhà sẽ lấy lại mặt bằng, nên hiệu sách Elis khu vực Xin Y sẽ mở cửa cho đến khi kết thúc hợp đồng vào tháng 12 năm 2023. Ellis cho biết đây giống như là việc kết thúc một chuyến hành trình và cũng là một khởi đầu mới ở tương lai. Hiệu sách Ellis khu vực Xin Y là nơi tập trung nhiều tinh hoa của thế giới, trưng bày các đầu sách từ 4.500 nhà xuất bản trung ngoại văn. Từ ngày khai trương cho tới nay, hiệu sách đã chào đón gần 200 triệu lượt người đọc và khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người đã dành những khoảng thời gian quý báu tại nơi đây để rồi trở thành khoảnh khắc tươi đẹp mãi mãi trong họ đội ngũ elite xin hứa sẽ luôn tích cực, luôn vui vẻ trong việc kiến tạo tương lai và sẽ luôn mở cửa 24 giờ. Năm 2023 sẽ là một năm thịnh vượng và tốt đẹp đối với Elis, bao gồm việc khai trương một chi nhánh mới và lớn nhất châu Á ở khu vực Xin Tiên và một chi nhánh tại Đài Trung vào nửa cuối năm. Elis cũng sẽ triển khai sâu rộng trên toàn Đài Loan trong việc mở chi nhánh ở khu dân cư, tích cực tích hợp các kênh mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến, cung cấp dịch vụ đọc sách 24 giờ mỗi ngày. Và cuối cùng là bản tin đến từ báo tuổi trẻ Việt Nam. Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, Quỹ tài trợ khắp vọng tương lai thuộc tập đoàn tài chính Miri Asset đã tài trợ 107 suất học bổng, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng cho sinh viên trên cả nước. Trong tháng 12 vừa rồi, Quỹ đã phối hợp cùng các trường đại học thuộc tốc đầu cả nước, tổ chức thành công buổi lễ trao học bổng cho các bạn sinh viên, bao gồm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, đạt được thành tích cao và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tập thể. Tại chương trình, quỹ đã phối hợp cùng nhà trường cho tặng 107 suất học bổng, trị giá mỗi suất tương đương 15 đến 30 triệu đồng, tổng giá trị đạt gần 3 tỷ đồng. Nhân dịp này, đại diện nhà trường cũng đã gửi lời cảm ơn đến quỹ tài trợ. Các thành viên sáng lập quỹ đã đồng hành cùng nhà trường không chỉ cấp học bổng mà còn hỗ trợ sinh viên về mặt tinh thần vô cùng to lớn. Bên cạnh đó, công ty cổ phần chứng khoán Miri Asset Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc hợp tác, đào tạo kiến thức chuyên ngành, các chương trình học tập, hướng nghiệp và cung cấp học bổng. Phía trường Đại học Bách khoa sẽ là đơn vị cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ờ, Thảo ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Mình cùng nhau đi khắp thế gian. Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi khám phá ẩm thực và cảnh đẹp của Hoàng đảo Ngọc Đài Loan. Yeah! yeah! Chị cho anh bánh bao không? Ừ, sáng nào cũng thấy Thảo ăn bánh bao nhỉ? Tiệm đó ngon lắm hả? Anh ừ, cũng được mà, mà em thấy là cũng không có nhiều món để chọn. Ủa đồ ăn sáng ở Đài Loan cũng nhiều lựa chọn lắm mà, sao mà kêu không có nhiều món? Ừ, nhưng mà sao bằng ở nhà mình được? Ừ, vậy ở nhà em hay ăn món gì cho bữa sáng? Ừ, chị hồi xưa nhá, lúc còn đi học phổ thông á, chị chỉ có ăn bánh mì với sữa vào buổi sáng thôi. Ừ. Ừ, cuối tuần mới dám ăn bún phở gì đó. Ủa vậy á, còn em thì sáng thì thường hay ăn súp cua với lại nuôi á. Không thì ừ. so thịt heo quay, hủ tiết bò viên hay là thỉnh thoảng thì cũng ăn mì gói hoặc là cơm xào á ừ, Bữa sáng của thảo phong phú nhở <laughs> ừ. ừ Thôi vậy thì mình bây giờ sẽ điểm xem ở Đài Loan có những món ăn sáng gì nhá Ok, để em giúp chị điểm luôn các món ăn sáng mà người Đài Loan thích nha Ok ok Dựa theo kết quả bình chọn của một trang báo trên mạng á Đầu tiên thì đó chính là món tan phiền, tạm dịch là bánh trứng chiên Mà nói cho mọi người dễ hình dung nha Thì cái món này có nghĩa là nó có một cái cục bột Xong thì người ta sẽ ép thành một miếng dẹp tròn rồi chiên lên. Ừ. Sau đó thì cho thêm trứng. Đây còn được gọi là cái món ăn sáng quốc nhân của người đàn Loan á. Món này thì thường sẽ có hai loại là một loại vỏ mềm và một loại vỏ giòn. Bên trong đương nhiên là sẽ có trứng và các loại topping tùy theo khẩu vị của từng người. Ví dụ là có thể nhân thịt hôn khói, hoặc là nhân ngô, phô mai, cá ngừ, rồi thịt heo chiên nữa. Chị cũng khá là thích cái món này nhưng mà chị thấy thì món này có vẻ là hợp với con gái hơn ấy Con trai mà ăn thì có vẻ sẽ đói đúng không? Ừ nhờ, em nghĩ là nếu mà con trai á, thì chắc có lẽ là sẽ thích ăn món hamburger hơn á Tại vì cái món này á, cũng xếp hạng thứ hai là món ăn sáng được ưa thích nhất luôn Ăn một cái thì bao no, no tới trưa luôn Và vì người ta chọn nó là món xếp hạng thứ hai á Tại vì ăn xong thì không có sợ đói Ừ, buổi sáng mà làm cái hamburger thì uh, no thật sự luôn Thật ra buổi sáng ở đây chị lại thích ăn bánh mì sandwich hơn á Cái sandwich á Ồ, oh, chị nói đúng rồi nha Hàng thứ ba cũng là bánh mì kẹt sandwich luôn á Wow, thật á Ờ à, người ta chọn nó lý do là tại vì à, tiện lợi nè Đi đâu cũng sẽ theo được hết á Ừ Ở đâu cũng có thể mua nè Rồi từ tiệm ăn sáng tới quán bánh mì hoặc là siêu thị tiện lợi Ừ, thế từ từ, để chị đoán thêm một cái nữa xem có trúng ừ. không nhá Ừ, hàng thứ tư là bánh bao của Thảo à <laughs> thôi chị chào em á <laughs> gần đúng rồi nha nhưng mà bánh bao thì sẽ xếp hạng thứ năm hạng oh. ừ, thứ tư đó chính là một món trong siêu thị tiện ích mà chúng ta rất là dễ bắt gặp luôn chị đoán xem đó là món nào ủa món trong siêu thị tiện ích á ừ. seven hay là chuyến cha đúng không vâng sữa đậu nành hay là món cơm tam giác ờ à, đúng rồi đúng một cái rồi đó chính là cơm nấm tam giác nha wow hay quá ta và người ta chọn cái món đó là tại vì cảm giác nó đủ no kiểu như là buổi sáng ăn cơm á nhưng mà nó không có quá nhiều cái lượng nó vừa đủ không quá no cũng không lo sợ đói á. Ừ chính xác ấy chị hay ừ. ăn cái món đấy lắm. Hồi lâu trước em cũng vậy á nhưng mà kiểu ngày nào cũng ăn xong rồi bị ngán. Mà mình điểm tới 5 món rồi đã hết chưa Thảo? Chưa chưa để em đọc hết luôn nha. Còn hạng thứ sáu đó chính là bánh củ cải theo phong cách Hồng Kông. Ừ. Nhưng mà bánh này á không có phải là hình dạng giống củ cải đâu nha. Ừ. ờ tức là nó làm từ bột gạo với lại ở trong thì cũng sẽ có thêm củ cải trắng á. Ừ. Ừ. Rồi hạng thứ bảy đó chính là bánh nướng hay tiếng Trung gọi là Shao Ping. Ừ. Và hẹn thứ 8 đó chính là bánh mì tròn ừ, Phải giải thích như thế nào nhỉ? Thì bánh này giống như là loại bánh donut nhưng mà không có nhân Chỉ có thể thêm các loại nhân như là mứt hoặc là phô mai Ồ, oh, hình như là chị có từng thấy cái kiểu bánh này ở trong seven uh, thì phải Dạ yeah, dạ yeah. Mà nó kẹp sẵn nhân rồi À lúc trước thì chị em thường hay mua ở trong uh, Costco Tức là mua sẵn nguyên một bọc, có sẵn mấy cái đó. À chắc là cái này nó chưa có nhân đúng không? Dạ chưa có nhân ừ. nhưng mà cái đó thì ăn cũng được Tại vì nó em thấy là cái vị của nó cũng không có ngọt lắm tại vì nó chưa có để nhân gì hết ừ. rồi mình về nhà mình tự để rau với lại thì thông khói vô à câu hạng thứ 9 thì đó chính là mì bò và hạng thứ 10 đó chính là mì chỉ ủa wow, ăn sáng bằng mì bò á ừ. ừ. chị thấy nó có vẻ giống như việt nam hay ăn phở ấy nhở ờ ừ, dạ đúng rồi ừ, em nói là ở đài bắc thì rất là ít nhưng mà ở đài nam á thì người ta sẽ bình chọn nó rất là nhiều tại vì ở đây là một cái món đặc sản ở đó à ừ, ừ. ra thế nhưng mà nó thật nhá từ ngày sang đây ý, có khi nào mà chị được thong rong ra quán ăn sáng đâu Toàn thấy sắp sắp ngửa ngửa đi học đi làm thôi à Nên là chị hay mua bánh sandwich cho tiện thôi À cái loại mà có gói sẵn luôn hay chị? Ừ đúng rồi á, ở mấy cái tiệm ăn sáng thì cũng có luôn cả cái loại gói sẵn đấy ừ. Người ta hay để ở phía ngoài á Chị đi qua chị tiện chị lấy một cái à, Kèm theo một ly đậu nành là quá đủ no đủ chất rồi ừ. Nhưng mà mấy món kia thì mình cũng may đi được mà chị Em thấy bánh bao cùng với sữa đậu nành cũng đủ no mà Ừ. ngoài bánh bao với cả số đậu nành ra thì chị thấy những cái món kia phải chờ lâu á, phải chờ người ta làm mà. À. Mà 10 phút thì cũng vẫn là chờ rồi, thật sự luôn, không chờ nổi. <laughs> Mua luôn một cái bánh đã bao sẵn rồi, mình có thể đi ngay lúc đấy mà. Ờ, nhanh gọn lẹ. Nhưng mà chị phát hiện ra một điểm nha. Ủa, có gì hết đây chị Trang? Em không thấy là tất cả những cái món mà chúng ta vừa nói ở trên á, ừ. thì ngoài món mì với cả món bánh bao ra ấy, thì món nào cũng là món của Tây không? Mà toàn là sandwich này, hamburger này, kể cả cái món Tây của Ồ, oh, ừ nhờ, Em thấy là văn hóa ăn sáng của người Đài Loan á bị ảnh hưởng cũng nhiều từ cái nước khác á. Em cũng đang tò mò là cái quá trình hình thành văn hóa ăn sáng của người Đài Loan như thế nào á. Ừ, vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu diễn biến lịch sử của văn hóa ăn sáng tại Đài Loan nha. Và tại sao bây giờ chuyển thành các món ăn theo kiểu Tây hết rồi. Dạ. À Thảo này, ừ, theo em thì các tiệm ăn sáng ở Đài Loan nhiều hay là ít? Ừ, em thấy cũng khá nhiều nha. Kiểu như là trung bình một con phố á, thì có khoảng 2 đến 3 tiệm. Ít ừ. thì cũng một tiệm á, nhưng mà sốc nhất là có một lần in tình cờ phát hiện ra là năm 2018 thì người ta đo được cái số lượng tiệm ăn sáng ở Đài Loan á, chị biết là bao nhiêu không? Lên tới 11.542 tiệm á, thậm chí là còn nhiều hơn cả số lượng siêu thị tiện ích nữa. Wow, nhiều thế cơ á? À. Chị còn tưởng là siêu thị tiện ích còn nhiều hơn cơ nhở? Tại vì nhìn quanh nhìn quẩn thấy đâu đâu cũng thấy siêu thị tiện ích á. Dạ. Yeah. À mà chị hiểu rồi, có thể là bởi vì có những cái thành phố khác á họ ừ. không phải là thành phố lớn ừ. như kiểu đài bắc thì rất nhiều siêu thị tiện ích đúng không ừ, đúng nhưng rồi. có những cái thành phố nhỏ hơn thì họ sẽ không có nhiều siêu thị tiện ích đến thế chị phát hiện ra là có một lần chị đi nghi lan chơi nha ô trời ơi đi mỏi cả chân không tìm thấy một cái siêu thị tiện ích nào ừ, vậy hả đi rất xa rất xa ấy mà đi bộ á mới tìm thấy một cái siêu thị tại vì là đi tìm đồ ăn khó quá ừ, mà ừ. qua mất cái giờ trưa rồi ừ. mà chỉ có thể đi ra siêu thị tiện ích để mua đồ ăn thôi à ừ Chị nghĩ là cái tiệm ăn sáng thì chắc là dân dã hơn nên là độ phủ sóng nó cũng sẽ cao hơn á Mà có một điểm là tuy nhiều tiệm ăn sáng như vậy nhưng mà trên thực tế á Trước những năm 70 thì làm gì có tiệm ăn sáng nhiều như này Đa phần đồ ăn sáng như kiểu như là cháo, khoai, theo kiểu người Hoa đó Ờ, à, tức là người ta sẽ ăn sáng ở nhà Mãi tới sau năm 1949 á, có rất nhiều người di cư đến Đài Loan sinh sống á Và mang theo những món ăn sáng, những thói quen ẩm thực khác nhau vào đây Ừ Vậy là có thể nói là từng giai đoạn lịch sử thì nền ẩm thực của Đài Loan nó cũng sẽ có sự thay đổi đúng không? Nhưng mà em cũng đang tò mò là cái quá trình hình thành văn hóa ăn sáng của người Đài Loan là có từ bao giờ? Vậy thì trước tiên mình quay về cái thời kỳ xưa xưa xưa, xưa nha. Ừ. Thật ra mà nói thì nhiều người nghĩ rằng là trước kia là cái văn hóa ăn sáng của Đài Loan là ăn sáng tại nhà đúng không? Phải mãi sau sau này thì mới có những cái tiệm ăn sáng Nhưng mà thực ra thì Đài Loan vào thời nhà Thanh á, ừ. người ta đã phát hiện ra là có rất nhiều tiệm ăn sáng rồi Thì vào những năm 1900 á, có những cái gánh hàng bán đồ ăn trên đường như là chè đậu đỏ này Ờ, à, em nhớ là ở khu phố Thị Hoa Tre đúng không chị? Ừ, ừ, ừ Đúng là từ đó thì có những cái gánh hàng như vậy rồi nhờ Chắc là do người Nhật đưa vào hay sao ta? Chị cũng không biết nữa nhưng mà theo một số ghi chép từ năm 1871 á, của một nhà truyền giáo tên là Mark Kay ừ. à, Ông đã tới Đài Loan truyền giáo này thì ông có miêu tả ở các con phố hai bên đều có những sạp bán đồ ăn như là cơm này ừ. Cái bún kiểu của Đài Loan này rồi là bánh gạo này Và còn nói rằng là người Đài Loan thì sau khi ăn một bữa sáng thịnh soạn thì mới bắt đầu vào một ngày làm việc Ồ à, vậy là từ thời đó là người đã ăn sáng bằng cơm với lại bún hả chị? ừ chị nghĩ là có thêm cả chè đậu đỏ ấy giống cái bộ phim <laughs> oh mà mình xem á ừ à chị còn nhìn thấy có một tấm ừ. ảnh mà ông mắc ông ấy chụp cùng với cả người đài loan wow. à, và họ thì ngồi ăn ở một cái tiệm ừ. ăn sáng đó thì họ ngồi trên một cái ghế chị nghĩ là ghế bằng gỗ thôi yeah. là một cái thanh gỗ người ta xếp lại này rồi cái rồi cái quán ăn sáng đó nó giống như mấy cái gì nhỏ cái lán chạy lợp lá đó à. ừ. cảm nhưng giác mà... là rất là thô sơ nhưng mà nó vẫn có cái gì để nó rất là văn minh mà đúng không? Ừ ừ. Nhưng mà em thấy là thời bây giờ thì chắc mọi người rất là bận rộn mới là khó để có thời gian mà buổi sáng mình có thể ngồi ở cái quán ăn sáng uống cà phê ăn sáng xong rồi mới đi làm đúng không? Chính xác chính xác. Ừ. Mà em nghĩ là cái món chè đậu đỏ là có thời thời Nhật trị á chị. Tại vì em thấy là người Nhật á mang vào Đài Loan một cái diện mạo mới từ kiến trúc văn hóa và có thể nói là mình nên dùng từ là văn minh thì mới đúng hơn. Ừ, chính xác. Theo như chị được biết ý, thì năm 1912 ý, có một tờ báo đã đăng tải một bài viết nói về thực đơn mùa hè ừ. và giới thiệu cho độc giả bữa sáng kiểu Mỹ và khuyến khích độc giả Đài Loan là chuyển sang ăn món cháo yến mạch. Ừ. Từ đó thì các món ăn phương Tây được coi là tiêu chuẩn cho dinh dưỡng và là xu hướng mới và đặc biệt hơn là sau năm 1912 các quán cà phê, quán trà bắt ừ. đầu xuất hiện ở các con phố ở Đài Bắc Ồ. và đương nhiên là chỉ có quán nước thôi chứ chưa bán các món ăn chính như bây giờ đúng không? Ừ. Và nói đến tội ăn trong quán cà phê thì mới nhận ra là ở bên này á, quán cà phê, quán trà người ta luôn có đồ ăn nhỉ? À? Ừ, với lại là nhưng mà cái quán cà phê mang đi á, thì ít chứ không có nhiều Như hầu hết mà cái tiệm bán nước á, thì người ta lại mua mang về rất là nhiều Tại vì nó không có chỗ ngồi Ừ Vậy là trước năm 1900 ở Đài Loan á, thì đã có văn hóa ăn sáng Nhưng mà chỉ có mấy món kiểu như là cháo, cơm, bún v. vân vân Rồi sau năm 1912 thì sẽ có thêm cái hàng quán cà phê ừ. Ơi, vậy thì cái món sữa đậu nành ăn kèm với quẩy á, thì có từ bao giờ vậy chị? Tại vì những cái tiệm ăn sáng bây giờ có rất là nhiều món ăn như thế này Mà em có cảm giác là nó có từ rất lâu rồi á Không phải là nó ảnh hưởng từ các món ăn Trung Hoa hay sao? Chính ra là sữa đậu nành và quẩy là món ăn sáng có từ rất lâu rồi ừ. Nhưng mà để chút nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nha Nhưng mà bây giờ chị muốn kể một món Món này là món chắc rất nhiều người không ăn được Ôi món gì vậy chị? <laughs> trà hạnh nhân á Ờ à. Thì từ thời nhật trị ở Đài Loan này đã có cái kiểu ăn sáng là ăn trà hạnh nhân với cả quẩy Ờ ừ. Bây giờ thì ở chợ đêm mình chắc là bán món đấy rất là nhiều rồi mà đúng không? Chứ không phải chỉ có bán ở những tiệm ăn sáng nữa. Ờ à, trà hạ nhân đó, lúc đầu em mới uống thì uống không quen, tại cái mùi nó giống như là cái mùi cao su á. xác cái mùi nó nồng. À, ừ. Nhưng mà tại vì em thấy là trà hạ nhân có nhiều lợi cho sức khỏe, ừ. uống để uh, dưỡng nhan sắc. Nên <laughs> uh -huh. em thấy em cũng tập uống thử, mà uống lâu rồi mình cũng quen á, thấy uống cũng ngon. À hóa ra là cái món combo trà hạ nhân với lại quẩy nó có từ lâu thế rồi á. Em cứ tưởng là trà hạ nhân sau này mới có thôi. Ừ. Thật ra thì trong một tờ tạp chí của Đài Loan được đăng vào năm 1941 ấy, thì có ghi chép lại về món này được bán uh, vào lúc 7 giờ sáng tại ờ. chợ Sĩ Lâm. Chứng tỏ là cái món đấy đã có từ rất lâu rồi đúng không? Ừ. ừ. Bây giờ trở lại với quán cà phê một chút nha. Em muốn biết thêm về các quán cà phê thời Nhật Trị á. Vì em nghe nói là văn hóa có bòi bàn nữ trong các quán cà phê tại Đài Loan có từ những năm 1930 á. Ừ. Nói đến quán cà phê thì theo như chị được biết có 3 tiệm cà phê đầu tiên mở tại Đài Loan. Ừ. Thì tiệm cà phê đầu tiên là vào năm 1897 ở Xi nha. Còn quán thứ hai là mở vào tháng 12 năm 1912 với tên là Cà Phê Lyon. Ừ. Nằm trong cái khuôn viên của công viên 228 á. Ừ, ừ. Và quán cuối cùng là do người Đài Loan mở vào năm 1931. Ờ, không biết là quán cà phê thời đó bài ra sao ta? Và mình cũng xin kể thêm với các bạn là Văn hóa có phục vụ nữ trong cái tiệm cà phê thời đó cũng bao hàm cái kiểu cùng khách uống cà phê. Đương nhiên là không phải quán nào cũng như vậy. Như cái câu hỏi lúc nãy của Thảo á, ừ. thì cái văn hóa mà có bồi bàn nữ, thật ra là chị thấy có rất nhiều cái kiểu ảnh người ta chụp từ những cái quán cà ừ. phê thời, thời đó là các bạn bồi bàn có thể mặc cả cái trang phục mà gì nhỉ, kimono à? Ừ. Nên trông cảm giác như giống như là gây xa uh, cùng khách uống rượu ừ, á. Ừ, ừ. Nhưng mà chị nghĩ là không phải quán nào nó cũng như vậy. Dạ. Ngoài ra thì theo như mô tả thì các quán thời đó cũng thiết kế khá là tây á ví dụ như là có rèm cửa này xong ừ. rồi là có đèn vàng này đèn rất là ấm rồi là cũng có quầy ba để ngồi này có vách ngăn này và thậm chí là có cả bồn hoa tạo cảnh à. nữa tùy theo phong cách của từng quán thì sẽ có những thiết kế độc đáo khác nhau thích quá giờ em nghĩ là nếu như mà cái quán này vẫn còn cho tới bây giờ thì chắc có thể là một điểm nhấn rất là đặc biệt ở đây luôn á cái này thì chị chưa có tìm hiểu qua không biết là bây giờ nó có giữ được những quán như thế không nhưng chắc là quá là lâu rồi em nghĩ là có phục vụ nữ có thể cùng trò chuyện với khách em nghĩ chắc là không có hết lợi ích bây giờ chắc chỉ có quán rượu thôi <laughs> và em nghĩ là cái quán cà phê thì chắc chắn là sẽ có đồ ăn sáng ví dụ như là bánh mì gói sữa tươi trứng luộc vân vân vâng. ừ ok nhắc đến các uh, bữa sáng ở quán cà phê này ở trên mình có nhắc đến là bữa ừ. sáng tại nhà này bữa sáng tại các cái hàng trên phố hay là tiệm cà phê thì mình đều có nhắc qua rồi ừ thì vậy thì bữa sáng ở những chỗ như là tàu hỏa thì sao nhỉ ở việt nam thì ngày chị còn bé á chị biết là đi tàu thì người ta hay bán trứng luộc ấy à. rồi là có cơm hộp này mà tới ga nào thì cũng có người bán ở đó á dạ dạ thậm chí người ta còn đứng ngay tại cái cái gì nhỏ cửa sổ cái cửa sổ của toa tàu để bán ấy. tại vì à. người ta cũng sợ là nếu mà cái ga đó nó đỗ uh, ít giờ quá à. mà đi xuống là có thể lỡ nên là người ta bán ngay tại đấy và mình chỉ cần việc thò tay ra để trả tiền và à. lấy lại đồ ăn thôi nhưng mà không biết là ở đài loan thì sẽ như thế nào lúc trước em có đọc một bài báo là người ta sẽ cấm những người bán đồ ăn đi lên xe khách á, trừ khi là có sự cho phép của công ty du lịch. Em ở Việt Nam á thì em chưa đi tàu hỏa bao giờ hết, em chỉ đi xe khách thôi. Nhưng mà người ta cũng giống như chị Trang nói cũng là bán trứng cút, rồi bán bánh bao, rồi bán bánh tráng, bán nhiều thứ lắm. Ừ. ừ, và nếu nói về buổi sáng trên tàu hỏa ở Đài Loan á, thì cũng vào thời nhà chị luôn, tại vì cho ra đời kiểu ăn sáng này á, bao gồm có cà phê và bánh mì, rất hợp cho những ai mà không kịp ăn sáng trước khi lên chuyến tàu sớm ồ oh, ừ. chị thấy là cái thời nhật chị nó ra được rất nhiều kiểu văn dạ, hóa mới đúng không mà chị thấy đồ ăn bán trên tàu đâu có ngon đâu mà còn đắt nữa ấy ờ chính vì thế là dường như vào thời đó người ta vẫn cảm thấy là đồ ăn sáng ở trên tàu không có ngon nên ăn tạm thôi chứ sợ không kịp thời gian với lại em thấy có một lần em ăn trứng cúc luộc mua ở trên xe khách á xong và bị đau bụng ở xe khách ở việt nam à ờ em nghĩ là chứ có thể là người ta hôm đó bán không hết xong rồi, rồi để hôm sau luộc oh. lại bán á mà chị thấy là đi tàu hỏa ở Đài Loan này thường là mọi người sẽ mua đồ lên đấy ăn vì trên tàu hỏa được ăn đồ chứ à. không phải như ở trên tàu điện ngầm mà ừ, đúng không? Ừ. À ngoài ra chị có biết thêm một kiểu ăn sáng nữa đó đó là những cái bữa sáng ở khách sạn có nghĩa là xuất hiện hotel hay là khách sạn đầu tiên tại Đài Loan đúng không? Ừ. Và cái hotel hay là khách sạn theo phong cách phương tây ở Đài Loan liên quan tới tuyến đường sắt Bắc Nam được mở sau năm 1908 ừ. hotel đó thì người ta có nhà ăn này và người ta phục vụ ba bữa sáng trưa và tối Mặt thật sự mà nói thì chị nghĩ là 100 năm tại Đài Loan mà có rất nhiều sự thay đổi trong văn hóa ăn sáng Dạ đúng rồi Nhưng mà em nghĩ là dù có nhiều loại hình phục vụ bữa ăn sáng Nhưng mà chắc là cái giá của nó không có hề rẻ Giống như là bây giờ mình mua một cái bánh bao Hoặc là một cái bánh mì sandwich thì rẻ Chứ mà ngồi trong quán cà phê mà ăn sáng á Thì chắc cũng mấy trăm tệ á Đúng luôn ừ. Không phải ai ở cái thời kỳ đó cũng có tiền mà ăn sáng kiểu này Kể cả bây giờ Ờ à. nhưng mà chị nghĩ là nó cũng không thể nào phủ nhận được cái việc là Ờ, đã có những cái văn hóa mới ừ. đi vào trong nền văn hóa của Đài Loan đúng không? Vậy thì Đài Loan sau cái thời kỳ đó thì sao hả chị? Mình mới kể từ khoảng năm 1800 tới năm 1900 thôi. Ok, văn hóa ẩm thực của người Đài Loan thì sẽ tiếp tục thay đổi từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1945 tới nay. Và phải nói tới sự kiện là năm 1949, ừ. khi quốc dân đảng nội chiến thất bại, quân đội của từng Giới Thạch và rất nhiều người khác từ Trung Quốc rút về ừ. Đài Loan. Và đây được gọi là oai sừng Rấn, tạm dịch là người ngoại tỉnh. À cái sự kiện này em có biết nha, thì người ngoại tỉnh ở đây á, chính là người Trung Quốc sang Đài Loan sau chiến tranh, nên đa phần là người Phúc Kiến rồi Quảng Đông thì phải. Ừ thế này thì cũng được gọi là tân di dân đúng không? Cũng là di dân từ nơi này ừ. sang nơi khác thôi mà. Ồ nhỏ, đúng đó chị. Người sang Đông như thế nên là chị nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến ừ. văn hóa ẩm thực của Đài Loan rồi, mà điều gần nhất và dễ thay đổi nhất cũng chính là ẩm thực đó. Dạ đúng rồi, chắc cũng sẽ giống như kiểu nhớ nhà quá thì người ta sẽ nấu món quê nhà đúng không? giống như là mấy tiệm Việt Nam bên này của mình đó chị. Ừ nhưng mà em thấy là quán ăn sáng theo kiểu việt nam ở đây thì lại không có ngoại trừ bánh mì <laughs> ờ ừ. đa số là chỉ là có các quán nhà hàng phục vụ ăn trưa hoặc là ăn tối thôi nhưng mà chuyên mục hôm nay thì chúng mình chỉ nói về bữa sáng thôi nha còn ừ. những cái món uh, trong những cái bữa khác thì mình sẽ không nói à thằng này em đã nghe tới cụm pata chai chi bao giờ chưa dạ có đây có phải là các món ăn của các tỉnh do người ngoài tỉnh đem vào đà loan không chị ừ, ừ. em biết là có tám trường phái ẩm thực đó chính là trường phái ẩm thực của sơn đông quảng đông tứ xuyên Hồ Nam, Phúc Kiến, Triết Giang, Giang Tô, An Huy. Ôi nhưng mà kể hết ra thì chắc cũng mấy tàu không hết được luôn á. Người ta nghiên cứu là ẩm thực theo dòng lịch sử mà. Một tàu 25 phút chắc là mình nói không hết đâu nha. <laughs> Thảo lo xa quá à. <laughs> nhưng mà cũng đúng thôi. À, vì để tránh lắc đề thì bây giờ chị sẽ điểm qua một số những món ăn sáng từ những kiểu món ăn của người ngoại tỉnh này. Ừ. Mà Thảo vừa kể nhá. Ví dụ như là có món mì bò này, khoai nướng này, mì lạnh này, bánh hành này, bánh nướng này. Ê? Ý chị, vậy thì cái món bánh nướng kẹp quẩy á ăn với sữa đậu nành á hình như là vào thời điểm năm 1950 mới có đúng không? Chính xác, nhưng mà cái món sữa đậu nành thì có từ lâu rồi. Giống như cái câu hỏi từ trên thảo à. hỏi á, tại vì chị thấy là có báo đăng vào năm 1911 thì người ta có nói về cái việc là có rất nhiều cái hộ kinh doanh sữa đậu nành ấy, ừ. cảm thấy trao đảo và phải gọi như là đóng cửa bởi vì thời điểm đó là thời Nhật trị và người Nhật đã mang cái văn hóa uống sữa tươi vào trong nền văn hóa ẩm thực của người Đài Loan. Ơ vậy á? Ừ, mà tự nhiên nhắc tới sữa đậu nành là em cũng muốn uống quá nè <cười> <cười> Chút xíu nữa thì mình sẽ tới những tiệm mà sữa đậu nành nha Còn bây giờ ấy chúng ta sẽ tới với thời kỳ sau năm 1950 Thảo có muốn nghe không? Dạ có chứ Ok, đây là thời kỳ Mỹ viện trợ cho Đài Loan về nhiều mặt Và về ừ. mặt lương thực thì cấp gì và cấp bao nhiêu đều là do Mỹ quyết định ừ. Mà chính vì thế là cái thời điểm đó là Mỹ đã viện trợ cho Đài Loan rất nhiều hạt lúa mì và hạt đậu nành Nhưng đối với một nền văn hóa ẩm thực Luôn chú trọng vào cơm trắng ở Đài Loan á ừ. Thì có vẻ như điều này sẽ hơi khiên cưỡng Giống như kiểu là chị em mình bây giờ Ba bữa của mình ngon ừ. thì cái bữa quan trọng là Bữa trưa và bữa tối thì mình hay ăn cơm á dạ. Mà bây giờ bắt mình suốt ngày ăn Ăn mì, ăn bánh mì thì mình sẽ không chịu được ấy ừ. Thế nhưng mà người Đài Loan Khi mà được viện trợ với cái số lượng lương thực nhiều như thế Thì họ phải tìm cách để tiêu hóa Cái số lương thực mà Mỹ viện trợ cho ốp ừ. vậy là người ta ăn mì thay cơm hả chị? đúng là câu này luôn người ta phải ăn mì thay cơm tuy rằng thì chúng ta đang nói về văn hóa ăn sáng ừ. nhưng mà chị nghĩ là cái sự kiện này rất là quan trọng đối với đài loan vì họ đã thay đổi cái thói quen từ ăn cơm sang ăn mì nhưng mà đài loan không có tự sản xuất được gạo hả chị có chứ nhưng mà cái thời điểm đó khi được viện trợ mà nên là cái giá hạt lúa mì lúc đó còn rẻ à. hơn là giá gạo thậm chí là chính phủ đài loan còn tiếp tế cho những dân nghèo những cái bao hạt lúa mì uh, ừ. miễn phí với lại là rất nhiều người đài loan lúc đó ấy, cũng phải cố gắng để thích nghi với cái việc là làm thế nào để sử dụng cái hạt lúa mì này ừ. và chế biến làm sao phù hợp với những cái lương thực đang có cộng thêm là ảnh hưởng từ cái nền ẩm thực do người ngoại tỉnh mang vào ừ. mà thành ra có rất nhiều món được chế biến từ bột mì như là bánh bao này, bánh hành này, sủi cảo này và vào ừ, năm 1962 ấy chính vì là có rất nhiều cái lương thực mới như là hạt lúa mì vào trong Đài Loan nên là chính phủ họ đã phải tìm cách để làm sao tuyên truyền giới thiệu những cái giá trị dinh dưỡng từ các món làm bằng hạt lúa mì để cho mọi người được hiểu hơn và còn hướng dẫn cách làm các món ăn để dân chúng dễ tiếp cận hơn. Ừ. Em thấy như vậy thì người ta sẽ làm ra được nhiều loại món ăn phong phú hơn đúng không? Kiểu như người ta sẽ không có bị ngán nữa. Chính xác. Ừ. Vậy tóm lại là văn hóa ăn mì vừa là do người ngoại tỉnh mang tới vừa là do chính phủ lúc đó tuyên truyền. À nhưng mà theo em biết thì hình như là người miền Bắc ở Trung Quốc thì họ sẽ ăn mì nhiều hơn người miền Nam phải không chị? Em nhớ là ở miền Bắc thì người ta sẽ trồng nhiều loại lúa mạch nên là người ta sẽ mì nhiều hơn nó ừ. liên quan cả đến uh, thời tiết đâu em ạ ờ. vì cái khu vực miền nam thì trồng lúa nước sẽ dễ hơn ờ. À, ấy mà chị ơi nhưng mà từ đầu tập này á em có nhắc tới 10 món ăn sáng được người đài loan yêu thích nhất hiện nay có món bánh trứng tan bình xếp vào vị trí thứ nhất thì không biết là cái món này ra đời từ khi nào có phải là từ sau những năm 1950 hay không? Chuẩn luôn, Thảo bắt mạch đúng quá này Món bánh này ra đời vào đúng cái thời kỳ này luôn đó Khi mà trong thời kỳ đó thì hạt lúa mì này Thì cung nhiều hơn cầu Tức ừ. là người dân lúc đó người ta còn chưa biết đến nhiều cái hạt lúa mì đó. Ừ. Nên là cái chính sách ăn mì thay cơm mới ra đời và món đó thì cũng ra đời từ đó luôn. Năm 1962 thì mọi người được học cách làm bánh hành này. Cộng thêm là cái chuyện mà cái thời điểm đó thì hầu như món gì mọi người cũng cho thêm trứng ấy. Vì nghĩ rằng là trứng giàu dinh dưỡng nên là từ đó thì món bánh trứng chính là món bánh hành mà ừ. người ta chế tác ra. Ừ. Vậy thì còn món bánh mì và sữa tươi trong các tiệm ăn sáng bây giờ thì có lẽ là nó sẽ bắt nguồn trước những năm 1950 luôn phải không? Em có nhớ là lúc nãy mình có thảo luận là ở thời Nhật trị đã có cái quán cà phê, có bánh mì và có sữa nữa. Nhưng mà những cái món này á thì chị hay tập trung ở Đài Bắc. Ừ, khởi nguồn thì đúng là từ thời Nhật trị, ừ. mà thời điểm đó thì đúng là các quán cà phê thì hay tập trung ở thành phố lớn ở Đài Bắc mà đúng không? Dạ. Và cái tới cái thời kỳ Mỹ viện trợ thì nó sẽ phát triển hơn. Ừ. Như lúc này chúng ta cũng nói rồi đấy, từ những năm 1960 thì ở Đài Loan đã có những cái xưởng nhỏ để sản xuất sữa đóng chai này, rồi là những cái chính sách của chính phủ là nhằm thúc đẩy cái việc là tiêu hóa cái lượng lúa mì ừ. và nó có ảnh hưởng đến cái thói quen ăn bánh mì và sữa ví dụ như là vào năm 1965 ấy ừ. cục y tế Đài Loan thì có phát động cái vong trào 31 tức là chỉ cần bỏ một tệ ra là có thể mua một cái combo gồm một bánh mì và một cốc sữa à vậy tóm lại là văn hóa ăn sáng ở Đài Loan sẽ trải qua từ thời nhà Thanh rồi tới thời Nhật trị tức là trước và sau năm 1920 rồi thời kỳ người ngoại tỉnh vào Đài Loan từ năm 1945 và sau cùng là ảnh hưởng của cuộc viện trợ lương thực từ Mỹ năm 1950. Thật sự là hôm nay mình đã đi lướt qua lịch sử một cách đầy ngạc nhiên luôn á. Ừ, Thảo tổng kết hay quá. <laughs> vậy thì à, rút cuộc thế nào được gọi là một tiệm ăn sáng kiểu Đài Loan vậy chị? Tại vì cảm thấy nó đa dạng quá, rất là khó để phân biệt được luôn á. Làm sao biết được cái nào là của kiểu Mỹ rồi cái nào là của kiểu Đài? Câu hỏi này chị nghĩ là quá hay luôn. Bởi vì những gì mà mình thảo luận ở trên á, thì những cái nơi mà bán đồ ăn sáng truyền thống như là sữa đậu nành này, Quẩy này, bánh bao ấy thì mình sẽ gọi là bữa sáng kiểu hoa đúng không? Ừ. Còn những cái tiệm bán đồ ăn sáng kiểu Đài ấy, thì họ sẽ ra đời theo dòng lịch sử, ví dụ như là những cái tiệm ăn sáng mà mình cảm thấy là giá bình dân. Ừ. nhưng cái món ăn lại theo kiểu Tây, ví dụ như là sandwich này, hamburger này, cà phê, nước quả, sữa này. À tức là cái quán của Đài nhưng mà cái cái các loại thức ăn trong đó thì theo phong cách của Mỹ. Đúng rồi mà nó có pha trộn cả vừa Đài, vừa, ừ. vừa Hoa, vừa kiểu Tây. Ừ. ừ. Em thấy rồi sau này á cũng có nhiều cái tiệm đồ ăn nhanh của nước ngoài du nhập vào Đài Loan nữa. Ví dụ như là McDonald's nè vào năm 1984, rồi KFC thì vào năm 1985. Mà em thấy á gọi là tiệm ăn sáng kiểu Đài Loan nhưng mà toàn thấy là bán đồ hầu như toàn kiểu Tây không á. Ngoài ra thì chị thấy là còn bây giờ còn có cả siêu thị tiện lợi nữa. Họ cũng có đồ ăn sáng luôn. Mà siêu thị xây phần đầu tiên tại Đài Loan là có từ năm 1979 luôn. Ôi sớm thế Vì thế mà bây giờ nhảy ra đường thì không thiếu đồ ăn luôn chỉ có tiền có hay không thôi á. Dạ đúng rồi, nói chung là ở Đài Loan 24 trên 24 giờ không lo đói nha. Ủa nhưng mà cái xu thế ăn sáng mới nhất bây giờ là gì vậy chị? Ừ chị nghĩ là kiểu ăn sáng kiêm ăn trưa luôn á. À. Ờ. Ờ cháu ủ chan á. À, 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 à. Ờ biết, mà à, bây biết. giờ mà người ta dùng cái từ tiếng Anh là từ brunch. Ừ thì cái từ tiếng Anh này nó là kết hợp của từ breakfast bữa ừ. sáng và từ lunch bữa trưa. Ừ. Là cái kiểu này dành cho mấy thanh niên mà hay bỏ buổi sáng rồi ăn luôn bữa trưa đó. Chuẩn 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 chuẩn. <laughs> Cảm ơn Thảo đã cung cấp nhiều thông tin thú vị về ẩm thực nha. Và chương trình của chúng tớ cũng xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.